Thưa quý vị, sau những hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển do Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đến với tỉnh Ninh Thuận trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6. Chương trình tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn, thiết thực đối với đời sống của bà con ngư dân. Tham gia chương trình cùng với Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những đánh giá tích cực. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển do Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức? Tôi thấy đây là một chương trình rất có ý nghĩa. Các hoạt động, các cái nội dung của chương trình như là khám, rồi phát thuốc cho bà con ngư dân, rồi trao quà học bổng cho con em ngư dân vượt khó học giỏi, đặc biệt là các cái hoạt động về trao các cái phương tiện như là máy phát điện, ắc quy và các đặc biệt là các cái tài liệu cho ngư dân dễ đọc, dễ hiểu và dễ dần biết được về cái vấn đề là đánh bắt hải sản trên biển như thế nào cho hiệu quả và đặc biệt là không vi phạm với các cái vấn đề đánh bắt hải sản mà luật pháp quốc tế đã quy định. Để tới đây thì chúng ta có thể là gửi được sớm cái thẻ vàng do châu Âu quy định. Tôi thấy vì chương trình có ý nghĩa như vậy nên tôi đánh giá rất cao về cái vấn đề chương trình của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cùng ngư dân thắp đèn sáng đèn trên biển. Bởi đối với báo chí thì có nhiều cái chương trình cùng đồng hành với ngư dân để triển khai các cái nghị quyết chương trình về phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên đây là một trong cái chương trình mà tôi thấy đánh giá rất cao bởi vì tới hôm nay thì chương trình làm tại Ninh Thuận là tỉnh thứ 3 trên 28 tỉnh thành phố mà Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đối với các tỉnh là có biển. Và với vậy thì chúng ta đã là lan tỏa được cái ý nghĩa về vấn đề cùng ngư dân và cùng bà con để bám biển và góp phần vào bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương. Thưa ông, chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển đến với tỉnh Ninh Thuận trong thời điểm mà tỉnh nhà cũng đang diễn ra lễ hội Nho Vang Ninh Thuận 2023 và đây đều là những sự kiện lớn. Ông đánh giá thế nào về sức lan tỏa của những sự kiện lớn này đối với tỉnh Ninh Thuận, trong đó có hoạt động xúc tiến du lịch ạ? Như tôi đã nói, cái chương trình này có ý nghĩa nên là rất có nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ quan đơn vị cùng đồng hành với Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức chương trình. Vì vậy mà cái lan tỏa ý nghĩa của chương trình rất là lớn lao. Thì đối với tỉnh Ninh Thuận là ngày 16 sẽ có cái lễ hội vang nho của Ninh Thuận. Và đặc biệt là Ninh Thuận cùng trong một chương trình phát triển kinh tế xã hội thì đặc biệt là vấn đề phát triển kinh tế biển và du lịch biển, du lịch sinh thái là những vấn đề mà tỉnh ủy Ninh Thuận đặc biệt chú ý. Thì vấn đề cùng với cả cái chương trình này tôi nghĩ là rất thiết thực và hiệu quả để góp phần lan tỏa và quảng bá về hình ảnh của Ninh Thuận đối với trong nước, thậm chí là đối với quốc tế về phát triển du lịch và tạo điều kiện cho tỉnh ủy Ninh Thuận trong cái thời gian tới có cái điều kiện để phát triển hơn nữa về cái lĩnh vực du lịch của tỉnh Ninh Thuận. Thưa ông có thể chia sẻ về những kỳ vọng của ông đối với hiệu quả của chương trình cũng như là sức lan tỏa của chương trình trong thời gian tới ạ? Chương trình này là đặc biệt có ý nghĩa bởi vì sự lan tỏa của chương trình đến 28 tỉnh thành phố có biển của Việt Nam, mà nếu chỉ có sự đồng hành của các cơ quan doanh nghiệp góp sức vào nhiều hơn nữa thì tôi nghĩ cái sự lan tỏa của chương trình này không phải năm nay mà những năm tiếp theo sẽ đạt được nhiều cái hiệu quả. Và tôi rất mong muốn là cái chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa và sẽ tiếp tục giữ vào những năm tiếp theo để tạo điều kiện cho các cái tỉnh ven biển là có cái sự an tâm của ngư dân trong vấn đề phát triển, mà đặc biệt là cái tình cảm của mỗi con người Việt Nam đối với biển đảo quê hương.